Và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Và cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Và chúc bà con thật nhiều sức khỏe nha. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Và hôm nay dạ chuẩn bị tình trạng là đi giao máy cho khách. Dạ nhưng mà còn thời gian chú báo còn dọn xe với lại kiểm tra về chi tiết nữa mới xuất phát. Thì hôm nay em quay cho bà con mình một con Isuzu C240. Giá hiện tại đang kêu là 22 triệu và coi máy thương lượng trực tiếp và em cũng có nhận giao ship tận nơi cho bà con mình. Chẳng hạn như bà con mình ở xa thì em có hỗ trợ tiền phụ cho. Rồi nếu mà xa quá thì bà con phụ tiền em với chú báo vào tận nhà nha. Em này thì hiện trạng là tình trạng là cốt ít tăng đa dàn hơi chuẩn, dàn sơn thì em vừa mới sơn lại rồi. Chạy ghe trên dưới tầm khoảng 15 tấn đổ lại nha cô chú anh chị nha. Và đây là chi tiết, mời bà con ạ. Dạ và đây là con chi tiết máy của em Isuzu C240 nha. Dạ giá công bố thì chắc được nhiều bà con mình mua về sử dụng. Những con ghe tầm khoảng 15-16 tấn đổ lại á bà con mình, gắn con này chạy rất là khỏe nha bà con. Hộp số của em nó là hộp số zin của Isuzu. Dạ con này thì hộp số của nó là 3 tua, số Nico 16. Dàn lông thì em đã sơn lại rồi, dàn ruột thì em đảm bảo cam kết cho bà con mình cúc ếch hơi chuẩn nha. Rất đẹp máy, đẹp hình. Dạ đây, tổng chi tiết thì hiện trạng thì em đã kiểm tra rồi. Bà con mình mang về bỏ xuống ghe là di chuyển ngay, không cần làm gì thêm, đi mô sạc có sẵn. Máy này thì hơi hám rất là chuẩn bà con. Từng chi tiết nha. Dạ ai có nhu cầu thì liên hệ với em. Và coi máy thì ở chợ Đồng Phú, Vĩnh Long. Em với anh Báo thì cũng có nhận giao ship tận nơi cho bà con mình trong mùa dịch này đi đứng hơi khó khăn. Dạ em nhận giao ship cho gần gần thì em bao được, còn xa xa thì có gì bà con mình phụ hỗ trợ em một xíu thôi thì em sẽ giao ship tận nhà. Còn tiền bạc thì máy tới bà con mình thanh toán trực tiếp với em. Dạ chứ không cần chuyển tiền máy xong hết nha. Di chuyển xuống gần tới nhà mình rồi em mới nhận tiền. Đây bọng sạc đầy đủ hết. Con này rất là nhẹ máy nha bà con nha, bỏ vô vỏ chạy rất là đạt. Tổng chi tiết luôn. Rất ổn định. Dạ tí xíu nữa em sẽ có một cái clip test tốc độ cho bà con mình thử máy luôn. Con này với mã lực là 40 ngựa, 2700 cho tới 2900 tua. Dạ con này chạy rất là ổn định, không hao dầu nha bà con nha. Dạ những dòng 86mm này chạy rất là chuẩn, tiết kiệm dầu cho cô chú anh chị mình. Những bà con nào mà mua về chạy mà làm ăn, dạ mau thu hồi vốn thì sử dụng những con này, đảm bảo cam kết cho cô chú anh chị. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình luôn tin tưởng và ủng hộ kênh để kênh em có được ngày như hôm nay. Cảm ơn bà con. Chúc bà con mình một buổi chiều thật nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ tổng chi tiết thì rất đẹp như thế này. Dạ em quay cho bà con mình coi. Dạ ai thấy vừa mắt thì liên hệ với em nha. Và kênh em thì nhận tiền cọc thì em mới chốt máy nha bà con nha. Dạ chưa nhận tiền thì em không có chốt miệng đâu. Dạ để về bà con mình thường thường những bà con cần thiết người ta mua. Dạ nhưng mà mấy anh cứ chốt miệng thôi, mấy anh không mua được thì tội nghiệp những bà con. Và đây là clip test máy cho bà con mình đây. Dạ máy rất chuẩn nha. Dạ thật sự muốn mua thì hãy cọc. Dạ đừng chốt miệng nha bà con. Dạ chốt miệng tội nghiệp những bà con phía sau. Dạng hơi rất là chuẩn nha. Dạ đây, khi em nhận tiền cọc thì em mới chốt máy. Dạ chứ chưa nhận cọc thì em chưa nói trước điều gì. Dạ để thôi nói Tâm ơi sao mày nói mày chốt cho anh rồi mà mày bán đồ này kia thì em không có nhận những tình trạng đó. Máy rất chuẩn nha. Dạ vào đây thử số cho bà con. Dạ ổn định hết nha bà con. Từng chi tiết. Thôi trời không có nước hơi. Dạ co bé còn rất đẹp nha bà con. Dạ hơi hám cực kỳ chuẩn, không có một xíu hơi thừa luôn nha. Đảm bảo em cam kết máy cho bà con mình về thả xuống là đi. Máy cực kỳ đẹp, giá cả vừa xài. Rồi hơi hám chuẩn luôn. Dạ giá 22 triệu nha bà con nha. Từng chi tiết quá đã. Dạ máy móc rất êm nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Dạ xem thấy vừa mắt alo em. Bye bye, chúc ngày nhiều sức khỏe. Tạm biệt.